thiệu cho mọi người một bộ Lego như thế này nha mọi người. Hay, bộ Lego, đây là bộ Lego mình đã làm nha mọi người. Bộ Lego mình đã làm như thế này nha mọi người. Đây là hoàn toàn mình lồn bằng Lego nha mọi người. Rất lồn, rất dễ, rất đơn giản như thế này nha mọi người. Mọi người có biết đây là nhân vật gì không mọi người? Mọi người xem một hình nhiều chắc hẳn ai cũng biết đây là nhân vật gì ha. Đây là một bộ Lego rất là hay. Bộ Lego này là bộ Lego mini nha mọi người. Bộ Lego mini thì mình làm cũng khá là nhanh nha mọi người. Giá thành mua cũng rất là rẻ. Giá thành mua cũng rất là rẻ nha. Vì là loại lượng mini nên giá thành mua cực kỳ rẻ, không có mắc nha mọi người. Nếu mọi người có thời gian rảnh thì mọi người có thể tham khảo để mua thêm nha. Và có rất nhiều đa dạng sản phẩm nha mọi người, rất nhiều sản phẩm trên thị trường nha, thích loại nào thì mua loại đó nha, rất nhiều sản phẩm, đa dạng sản phẩm nha, nhiều con vật, nhiều có nhân vật hoạt hình, có nhân vật có bé mình rất là hay xây nha mọi người. Đấy. Nếu mọi người nhà mọi người có trẻ nhỏ thì mọi người có thể tham khảo mua mẫu này nha. Mình nghĩ là các bé ở nhà cũng rất là thích có các bộ Lego như thế này nha mọi người. Bộ Lego này nếu mọi người có thời gian rảnh